đưa đây. Thái to ra. To như nào? Đưa đây. Đây cả quả ấy, nó to. Khả năng là mày phải... Đấy. Thế nào? Mày phải đi cọ cho tao cái chảo kia. Để tao nấu lại. Anh và anh phá làm gì còn ai? Chí, thể hiện. Thế là con nổ bùng, bùng, bùng. Xong rồi điên chảo. Ai biết đấy. Trong tivi người ta hay xèo xèo. Mà sao anh làm được bùng bùng vậy đấy? Nó mỡ nó cháy à? Ôi, ăn được. Ăn được anh ơi. Rửa đi cho nó đẹp. Oai, ngon là được không phải đẹp. Tao nấu thì ngon, để ăn tự ngon. Thế, con gì phải rửa? Rửa đi cho nó sạch đi. Cho nó đẹp. Thế thì nó mà không cháy thì cái này là bẩn à? Hả? Nếu mà cái này không cháy thì cái này là bẩn. Không, nó không đẹp. Oai, đẹp, anh có đẹp không? Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời. Đẹp như cô tiên trắng trần. Đẹp như kiểu nàng tiên cá. Đấy, to thế này. Ui, ăn thế này chứ. Em thích ăn liền 3 quả mê một lúc ấy. Bao tiền? Không có tiền. Bao nhiêu con gà? Dạ, anh khôn đấy. Anh biết anh cá lãi em bao nhiêu con gà không? Ôi, đùa. Tao khôn tao mới to hơn mày. Chứ không người ta bé hơn mày à? À. Cái anh già hơn em ấy. Anh có dâu ấy. Xong rồi bao giờ mày nấu con cá? Đâu có con cá mà rán đi. Rán làm gì? Mày này. Thế anh mang chảo đi chỉ có rán thôi chứ. Cái gì? Chảo cá thì chảy rán cá. Rán? Ơi đừng điên à. Chảo cá thì chảy rán cá đi làm gì? Tí nữa. Ui. Tí mới chỉ kia. Lửa. Ý không? Mà cái gan mà thối em bảo. Trông nó đen đen nhỉ? Tại anh là. Em cho thêm muối nhé. Cho muối. Cho vào. Thôi, đi thôi. Được chưa? Rồi. Đang 19. Đang nửa cân 19. Khói quá. Được. Hay. Ai ai điên à? Đã ăn đâu mà hành. À, tao vả cho phát bây giờ, tí nữa mới cho hành. Thế thì anh bảo cho gia vị. Tao ớt còn nữa này. Thế anh bảo cho gia vị. Mày. Rồi đảo đi. Đúng không? Đúng. Không có nước ở trong này. Quá. Cái này để ra làm đũa. Cứ bỏ lá đi. Lá mê. Tạo ra một chua thịt. Chua cá. Ăn vào mới phê. Vitamin phê. Thì đó là cho ít nước vào nó xong rồi. Ôi cay quá. Nào. Ôi xời. Ôi con này dài quá anh nhỉ. Con này chấm chấm sông thế nên là rất là dài mọi người. Chấm sông á? Chắc nhìn ngọn nó nhìn như con chấm đen ấy nhỉ. Chấm trắng. Trắng á? Ừ. Ấy, ui, làm thịt cơ. Có một nửa người mà nó cũng đói nhỉ anh nhỉ. Cũng chán nhỉ. Đẹp à. Ở đấy. Anh nhỉ. Đây tránh ra. Không, em cũng cho vào. Mày cho vào làm gì? Cho vào. Không. Ra mày cho tất đi. Cho vào thì được ăn. Tí mày ăn cá kìa. Đây. Cho anh ăn tất cả em ăn chuột rồi. Chuột này bỏ cho chó. Ngon nè. Đừng lấy cho chó mà. Không, để em cho chó. Chùa lắm mày. Chuột ngon. Ok sao? Em ơi. Rồi, đấy mày trông lửa nha, tao đi hút thuốc lào. Ừ, không đấy. Thì em cũng đi đà bóng này. Ui, chín rồi anh ơi. Mọi người đã thấy khác bọt đấy, thơm nhỉ. Sự là nó có sự khác bọt đấy, chứ không phải là... Bây giờ mới cho rau này á? Vớ vẩn đâu. Sao không chín không anh? Chín hết, chín nhanh. Không chín đâu. Chín. Đâu
thơm thế thôi. Đấy. Phủ vào. Phủ đấy, vào. Phủ đi chén luôn. Bắt xuống anh. Chín hết. Chín được rồi, nhúng tái rồi. Nhau gần tái cho mọi người. Ai? Đũa của mày đâu? Đũa em đây. Lật tát lại. Bóc hết. Đã đấy, đã đấy. Ui, chà 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 chà. Ê. Ui, xà của này. Là ui, sản phẩm của anh em mình mọi người. Em nếm nhé. Dạ, nhìn thì chắc là cũng ngon đấy, nhưng mà không biết là nó có chua không? Kiểu gì chẳng ngon. Chưa nếm nước à? Đây, mày thử hút nước. Ôi, mày thích chua, chua ngon lắm. Mày thích chua mà. Ngon, 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 ngon. Ui, để em làm trước miếng. Em ăn chua. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mà để ăn là phải tưới thêm nước này mà. Ừ. Quê. Ừ. Bỏng không? Bỏng không? Bỏng bỏng. Vừa luôn, không phải chấm. Ngon lắm. Thịt nấu ngọt mà nước nó chua ăn quê rồi đấy. Ăn lâu cải không? Cái này vừa bắn phân đấy. Bắn đạm. Ê, anh cấu cho em một cái lá. Lá gì nhỉ? Sung. Sung, à, sung sướng. Đây. Để đếm gọi luôn. Ghém luôn à, chén luôn mọi người. Ừ. Cho một miếng cá và ghém luôn. Ừ. Phải bỏ rất nhiều vào ăn mới sướng. Cho lá vào. Câu lá vào. Ừ. Cho một ít ớt và muối vào. Ừ. Tưới một ít nước vào. Ăn phải combo chứ. Sao có cái quả này à? Mời cả mọi người nhá. Đây, mời tất cả mọi người nhá. Ngon thế. Này, ăn nó phải combo thế này này. Ăn. Ngon. Combo ngon, tuyệt vời. Cái gì bấy kia? Ai không nghe mấy ruột mà. Em bỏ ra. Ai lại ra mấy ruột. Đấy, cho mày nốt miếng đấy. Được chưa? Anh Tam. Có miếng ruột. Ăn hết. Có thằng em không cho nó miếng nào. Hết rồi. Hết rồi, không phải bối. Ăn cái bóng bóng đầu tiên anh rồi. Anh Tam. Tao thấy mày đang quấn. Cái gì? Tao mày đang quấn cá này. Sao thôi. Tao nhưng mà nó ngon bằng được à? Ờ, thế mày đang quấn mày bảo ngon lắm mà. Ăn thế này cơ mà. Ngon lắm rồi. Cá còn miếng nào cũng miếng quấn. À, con cá đây nó mò cho mày một miếng khổ lắm đấy, lấy đi. Ui giời ơi, nhường nhường làm anh cho đáng lên anh. Ngươi đi, anh vừa ăn, anh vừa ăn. Anh nhường cho mày cái đấy rồi đấy. Vừa là một cục rồi, ruột đấy. Rồi à. Em cứ hoài, ta chả thèm ăn ruột, ăn cứt. Tao phải vả nó bây giờ. Anh là bảo thế. Con cá nó có bộ ruột là ngon nhất mọi người. Mình thì cũng không thèm khát gì đâu, nhưng mà thôi, cố gắng. Con cá này anh em mình câu ở sông ấy, nó dài lắm. Rất dài lắm không? Ừ. Dài bỏ hết rồi đó. Tuyệt vời. Ngon. Mọi người cũng biết là canh chua của nó này. Canh này ngon hơn canh mẻ. Chua này. Có cả răng. Đấy, đúng hợp ý mày đấy. Chua lòm. Ngon. Chúng này chua chua. Chua chua. Chua lòm lòm luôn. Ăn ăn quả me này. Này chua. Wow. Ok. Me đây. Em làm bát nước canh. Nước canh ngọt lắm. Đã đấy. Tuyệt vời luôn. Dăm quả mê ra.
chú mới dăm me vào ăn nó mới hết giờ. Dăm me vào nhá. Có thể dăm thêm nữa này. Bóng. Đây. Không. Dăm vào. Nhiều chua. Tuyệt vời cái món này nó. Dăm cá vào ấy, dăm cá vào. Đúng, canh súp. Đây này, phải lấy chỗ này này. Super. Đây chỗ này này, chặt thịt này. Cá super. Đấy. Bên tôi người ta ăn súp mà mình cũng ăn súp vì cá. Vì cá. Súp vì cá. Súp vì cá trắng. Đã nhỉ. Khá là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Súp vì cá trắng. Nước canh nó chua, thế nên là không ngấy một tí nào mọi người. Thỉnh thoảng ăn lại dính miếng răng của nó. Miếng răng. Cái này. Một cái răng, hai cái răng, ba cái răng. Húp sút một cái. Chua ngon. Ui cái này mà. Nước này mà ăn cứ gỏi giống ngon ấy nhỉ. Chua này. Gỏi không phải nước của nó. Không phải nước của nó đâu, không phải nước của nó. Gỏi đánh như chua. Ngon. Háu à. Háu à. Ấy. Thì con ơi, cứ gọi bạn sang ăn không? Em gọi mà thằng mập sang nhé. Đây, sang đây, đứa nào ăn không? Sang đây. Ăn không? Ui giời, ui giời, thành thế, ui ui. Ui giời, ui giời. Đây, 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 tôi cho một bát. Dạ luôn. Rồi. Xong rồi. Giờ cho gắp thôi, đây, gắp đi. Đây, thằng này ngồi xuống. Ăn cá không? Người yêu ăn đây. Ăn cá. Ăn không? Ăn không? Chén đi, chén đi. Ăn xong rồi. Thử đi, thử đi. Đấy, phải lấy bát cho nó. Đi rồi này. Nào, thằng béo đâu? Đây, có thằng béo làm trước một series. Tao có là gì này? Con béo này, đưa lấy bát đi, đưa lấy bát đi. Bà chửi cho. Bà chửi kệ bà, đưa lấy bát đi. Đúng rồi. Thế lại về lấy bát đi, chửi chó. Về lấy bát. Sao có bà chửi anh á? Sao? Ngon không? Ngon, bình thường. Bỏng à? Bình thường. Mày hút cả nước mà xem. Ngon thế mới là bình thường. Bỏng. Ngon không? Chưa bằng. Chưa bằng gì? Chưa bằng gì? Mày nhớ. Ôi, mày không biết thưởng thức này. Thế này ngon không? Ngon này. Thế này ngon không? Ngon. Thấy chưa? Ngon không? Thấy chưa? Ngon không? Ngon. Thấy chưa? Chắc cái loại mày ăn, ăn như lợn. Chắc ngon. Chắc không, không đói. Hả? Không đói à? Ngon. Ngon. Cái lại mảnh. Quên đi. Ta xin miếng. Đấy. Ăn đi, ăn trong miếng. Ăn nữa. Ồ, uống nước cơ. Nước à. Đây đây, con ít lòng này. Nó để. Ây, đưa ra để trắng trắng. Nó lại cao rồi cái trắng á. Ngon nè. Cô trắng trắng biết lên cười. Ô. Ba. Chết đấy. Mưa lắm trổ quá. À, đi ăn đi. Không ăn cá không? Ăn đi, ăn đi, anh ăn. Đấy. Thế mà kêu không ngon. À đâu, không ngon. Ôi, ăn nhanh. Tôm ấy, ui xùi, làm miếng, ui, ngon. Tôm luộc. Làm miếng. Làm miếng. Đấy, ông bị ngu đâu. Nào, ui dồi, thằng kia, ăn ok chưa? Xong chưa? Ok là. Nào, tiếp tục. Đây, đưa chủ gỡ cho, đưa chủ gỡ cho không xương. Trường có cá cái hết đầu tay luôn à? Công thử chua. Nào, nước chua chua mà ngon không? Bánh này giống chua cực. Đấy, bụng cá này. Chua nhỉ? Đấy. Nhìn, chú mê ăn chua lắm. Ăn thử chú mê mà xem. À, bát thằng kia đâu? Bát thằng kia đâu? Đưa đây. Ui. Ui, ui ruột, chót. Con bóng chua nó. Còn. Mày chậu chú mê đấy. Nào. Nào, đứa nào nữa? Nào, đưa cho đầy vào, mỗi đứa xúc một miếng. Mỗi đứa xúc một miếng. Đã nhỉ? Ừ. Đây, ra này thôi. Ra. Em miếng cắt em miếng. Còn không có đũa. Đấy. Đây, đây. Đứa nào, sang đây hết chưa? Không có đũa. À, đúng đũa, đây, quên. Quên.
À, thằng kia để hết chưa? Cho bạn ăn với chứ. Đưa bát cho bạn ăn với chứ. Có chàng trai phía trên cây. À, thế nào? Đây, lấy nguôi này. Giật gì? Mọi người thấy chưa? Người yêu vào đệ về nhà lấy bát xong rồi. Cũng yêu anh ấy. Bát đây rồi. Sao? Ôi, hình như mơ cả. Mơ cả. Xin phép mọi người nhá. Yêu anh ấy. Đâu? Đâu? Bát đây. Đi lên, kia nữa. Từ từ, từ từ. Ăn nó phải nóng rồi. Không được từ từ. Nào. Con này là có võ đấy. À, võ đây. Võ đây. Sao lần trước nó... Nào, đưa đua đây để... Có võ mà. Nó võ. Đấy, đá nó nào. Nhau, đây hả? Đá bay rồi. À, nó có võ đấy. Mày đứng tưởng mày dọa được tao nghe mày dọa được tao. Đấy, đây. Đây, đi ở đâu, xuống đi. Đấy, đây. Nào đâu, tao chỉ sợ được to hơn tao đâu. Đây, đua đây, thằng này. Em làm miếng. Đấy. Tao ăn đi xem cảm giác ngon không? Gật chân lên đây là ý gì? Ngon không? Chả ngon. Chả ngon. Quá ngon. Bọn chân quậm đi. Ngon quá. Ngon gì vậy? Ây! Bẩn bẩn bẩn. Vút vút vút. Lấy mượn mượn cái này. Nào. Từ bọn này nó phải, chắc phải 5 con như thế này mới đủ được. Lấy nước canh thì rửa. Ôi, clip này khả năng là quá dài rồi. Xin phép mọi người mình dừng clip ở đây đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và một comment được mọi người. Bye bye tất cả các bạn nhé. Kênh này chán lắm. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhé, chứ không comment được. Mình cũng muốn bật comment lên cho mọi người tham gia comment lắm đấy chứ, nhưng mà YouTube nó không cho bật. Mọi người có thể sang kênh Mocha Vlog và Mocha TV để bình luận ở bên dưới nhá. Chào tất cả mọi người. Chào đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.